Quay trở lại với kênh kiếm tiền 8.0. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn rút 12 cái đồng token uptrend. Hôm mình có từng review cho tất cả các bạn nha các bạn. Giờ các bạn làm cái này nè các bạn. Bữa nay mùng 2, bữa mùng 10 tháng 2 nó sẽ thanh toán cho mình nha các bạn. Còn 8 ngày nữa. Giờ bạn nào chưa chơi ai group dùng 3 cái coi sàn này thì các bạn vô chơi ngay. Đầu tiên các bạn ghi cái username Telegram, rồi ghi lại cái username Tower các bạn, rồi các bạn nào có đăng ký kênh YouTube của nó thì ghi lại, còn không có thì thôi các bạn gỡ lên cho nó một tập thứ này nè các bạn. Gỡ lên cho nó một tập chụp hình đi gian gì nè. Rồi các bạn gian bắt cái địa chỉ này vô đi vì nó chết sợ là hack chết luôn nha các bạn. Rồi vậy mình làm sao nha các bạn. Username sẽ cầm thì nghe anh 0329931577. Bạn nào chưa cho ai góp dùng 3 thì tham gia các bạn. 0329931577 CG A cộng Win VNH9 2468H8H9 chứ. Rồi kênh YouTube của mình nha các bạn. Kiếm tiền 8.0 EA kiếm tiền 8.0. Rồi các bạn chụp cho nó một cái tạp nha các bạn. Rồi các bạn chọn lên từ thiết bị nè. Các bạn chọn tạp nha các bạn. Mở rồi chụp lộn rồi. Để mình qua đây qua Telegram mình chụp ngay cái hình nha các bạn. Chụp cái gian cái mấy hình biểu mẫu của nó gì nè. Các bạn chụp cái hình cái gian gì nè các bạn. Các bạn qua mình có đẩy link đó, các bạn chụp đi rồi các bác cái địa chỉ mà các bạn từng đăng ký các bạn. Với RC20 các bạn bắt vào. Không V phải không? V số 0 đó ta. Rồi đúng rồi. Rồi các bạn bấm nút gửi các bạn. Để nó xác nhận nó trả mình về bữa mùng 10 nha các bạn. Coi sàn này rất là tiềm năng nha. Coi sàn này của Mỹ nha các bạn. Rồi tiếp tục xác nhận lại biểu mẫu. Trang mà bạn tìm thông tin đã nhập vào việc quay lại trang có thể bị rồi. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Bạn nào chưa chơi ai gấp dùng 3 thì vào thôi mình chơi nha các bạn.